xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Sau khi chùa Ba Vàng phát đi thông báo tạm dừng hoạt động khóa thu mùa hè năm 2024 được đăng tải trên nhiều kênh thông tin như website, mạng xã hội, vân vân. Động thái tuy đột ngột nhưng không gây bất ngờ vì trước đó từ những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội. Khóa tu mùa hè tại ngôi chùa này đã liên tục nhận phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng. Theo tìm hiểu, ở khu vực miền Bắc, Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, Tam đảo Vĩnh Phúc cũng thường xuyên tổ chức các khóa tu mùa hè. Trên fanpage chính thức của thiền viện cũng thường xuyên đăng tải kế hoạch chiêu sinh. Đại đức Thích Tuệ Lâm phụ trách các khóa tu mùa hè tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên cho biết, thiền viện đã kết thúc hai khóa tu, mỗi khóa 300 người được chia nhỏ theo từng lứa tuổi, 12 đến 14 tuổi dành cho nam 12 đến 14 tuổi dành cho nữ, 15 đến 17 tuổi dành cho nam, 15 đến 17 tuổi dành cho nữ, vân vân. Đại đức Thích Tuệ Lâm cho biết do có thêm nhiều người đăng ký nên thiền viện đang chuẩn bị tổ chức tiếp các khóa tu ngắn ngày. Đây là hoạt động thường niên của nhà chùa nên nhận được sự hỗ trợ của Phật tử gần xa, các bạn đoàn sinh, tình nguyện viên trong việc trông trẻ, nấu ăn, đảm bảo an ninh trật tự. Theo Đại đức Thích Tuệ Lâm, mỗi cơ sở tự viện có pháp môn tu tập khác nhau, còn tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiền, các thầy dạy thiền sinh tu tịnh độ, niệm Phật, hướng dẫn ngồi thiền, chú tâm vào hơi thở, tập ăn cơm trong chánh niệm, đi thiện hành, vân vân. Đại đức Thích Tuệ Lâm khẳng định, chúng tôi không truyền dạy mê tín dị đoan hay các phương pháp cao siêu mà chủ yếu nói về tình thương của con người với nhau. Hướng dẫn cho các bạn thiền sinh về giáo lý căn bản nhà Phật, nhân quả trong đời sống, hoặc đơn giản hơn, dạy các em muốn thân thể khỏe mạnh phải tập thể dục ăn uống ngủ nghỉ điều độ, muốn thông minh phải đi học, phải nghe lời thầy cô giáo, bố mẹ, ngoài ra phải tu tâm dưỡng tánh, trưởng dưỡng thân tâm, không tham sân si, cáu giận. Lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo cho biết, các khóa tu mùa hè tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên đều được đăng ký và thông báo cho chính quyền địa phương đáp ứng các quy định của nhà nước. Qua công tác kiểm tra cơ sở vật chất, an toàn về cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường an ninh trật tự tại chùa đều được đảm bảo. Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, vừa có báo cáo kết quả tổ chức khóa 1, khóa tu mùa hè năm 2024 của chùa Ba Vàng. Báo cáo được gửi đến Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Uông Bí, Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi chính quyền địa phương có yêu cầu chùa Ba Vàng ra soát và báo cáo về khóa tu mùa hè đang được tổ chức tại cơ sở tôn giáo này. Trong báo cáo, trụ trì chùa Ba Vàng, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh cho biết, khóa tu mùa hè đợt 1 năm 2024 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 6 với 6.052 khóa sinh. Tất cả hoạt động đều đảm bảo an toàn về an ninh trật tự, đăng ký lưu trú theo quy định. Nhà chùa cũng phối hợp chặt chẽ và tuân thủ nghiêm túc các hướng dẫn của chính quyền địa phương. Nội dung khóa tu theo đúng hướng dẫn của Thông bạch số 95 TB BTS của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành ngày 30 tháng 3 về việc tổ chức các khóa tu mùa hè cho thanh thiếu niên Phật tử trong dịp hè 2024. Theo đó, hàng ngày khóa sinh được rèn luyện lối sống tự lập, tự gấp chăn gối khi ngủ dậy, tự lấy đồ ăn, tập rửa bát sau khi ăn, tự biết chăm sóc bản thân khi không có bố mẹ ở bên khóa sinh được khám phá và tìm hiểu về lịch sử Phật giáo, tìm hiểu về chùa Ba Vàng. Nghe thầy trụ trì chia sẻ về những lời dạy của Đức Phật, trích theo kinh sách của nhà xuất bản tôn giáo, để các em sống có trách nhiệm, có đạo đức và hướng thiện. Điều này giúp các em tăng trưởng tâm biết ơn đối với cha mẹ, thầy cô, để các em biết nói lời xin lỗi và yêu thương, trở thành người công dân tốt, biết quý trọng mạng sống của muôn loài. Khóa sinh cũng được thực hành thiền, đọc kinh, tập giữ tĩnh lặng cho nội tâm, Zen tính kiên nhẫn tham gia trải nghiệm lễ đặt bát truyền thống của Phật giáo để các em học cách chia sẻ, giúp đỡ mọi người. Cũng theo thông tin từ chùa Ba Vàng, trong đợt 1 khóa tu mùa hè vừa diễn ra, khóa sinh có thời gian giao lưu cùng diễn giả, nhà báo, người dẫn chương trình Phan Đăng về chủ đề đọc sách. Mục đích là giúp các em biết cách đọc sách hiệu quả, cách lựa chọn sách phù hợp với lứa tuổi. Diễn giả hướng dẫn các em không ngừng trao đổi, biết phân biệt thật giả. Khi đọc sách cũng như khi tiếp nhận thông tin từ bên ngoài, bí quyết đọc sách không bị chán, buồn ngủ. Trong khóa tu mùa hè, các em nhỏ cũng tham gia sáng tạo tái chế các mô hình danh lam thắng cảnh Việt Nam từ những phế liệu đã qua sử dụng. Từ đó giúp các em tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc Việt Nam, có ý thức bảo vệ môi trường, học cách làm các clip vui vẻ, học kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống kỷ luật, yêu quý lao động. Vì hướng tới trẻ em nên khóa tu còn có hoạt động vui chơi bổ trợ với các trò chơi dân gian và trải nghiệm mô hình giáo dục STEM thông qua giải đấu STEM Robotics Euro 2024. Về vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo đúng quy trình theo sự hướng dẫn của phòng y tế thành phố, các suất ăn đảm bảo vệ sinh, cân bằng dinh dưỡng, không xảy ra trường hợp mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhà chùa đảm bảo các phương án và các phương tiện phòng cháy chữa cháy theo hướng dẫn của công an phòng cháy chữa cháy thành phố Uông Bí đảm bảo nhân sự trực xe tép 24 trên 7. Không xảy ra vụ cháy nổ nào, đảm bảo người trực xe cấp cứu và nhân lực trực tại các điểm sơ cứu 24 trên 7. Không có trường hợp nào phải dùng đến xe cấp cứu. Các nội dung về y tế, vệ sinh môi trường cũng được nhà chùa đảm bảo. Đại Đức Thích Trúc Thái Minh chia sẻ, thông qua hoạt động trải nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, Chùa Ba Vàng mong muốn tạo động lực cho các em, để các em đam mê sáng tạo, hào hứng với hoạt động nghiên cứu khoa học, biết ứng dụng khoa học công nghệ trong giải quyết các vấn đề. Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Tránh Văn phòng 2, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, ấn ký thông báo về việc xử lý kỷ luật đối với Thượng tọa Thích Trân Quang, trụ trì Thiền Tôn Phật Quang, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trước đó, Nội dung những bài giảng pháp của Thượng tọa Thích Chân Quang gây hoang mang trong xã hội, nhận nhiều phản ứng trái chiều của cộng đồng, làm suy giảm niềm tin Phật pháp và ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự khẳng định, một số nội dung thuyết giảng về giáo lý nhân quả của Thượng tọa Thích Chân Quang không đúng chính pháp. Thượng tọa Thích Chân Quang sẽ không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền Tôn Phật Quang và các địa điểm khác trong 2 năm. Theo nguồn tin từ báo Công Thương, liên quan đến việc cấp phép cho CD lợi ích của người biết tin nhân quả của Thượng tọa Thích Trân Quang, ngày 20 tháng 6 năm 2024, đại diện nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị chịu trách nhiệm xuất bản CD này khẳng định, những chi tiết huyễn hoặc và một số nội dung không phù hợp đã bị đơn vị này cắt bỏ từ lúc biên tập trước khi cấp phép năm 2019. Trong đĩa CD cấp phép đang lưu tại đơn vị này, cũng không có những chi tiết không phù hợp nêu trên. Theo ông Trần Đình Ba, Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, đĩa CD, lợi ích của người biết tin nhân quả, được nhà xuất bản thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục xuất bản và tuân thủ quy định của luật xuất bản. Ông Ba cho biết, sau khi tiếp nhận bản đĩa CD của đối tác, chúng tôi giao cho biên tập viên có chuyên môn về mảng tôn giáo thực hiện thẩm định và biên tập. Quá trình biên tập, biên tập viên đã thực hiện việc nghe đi nghe lại CD này nhiều lần, đề xuất cắt bỏ những chi tiết không phù hợp, yêu cầu đối tác liên kết thực hiện theo bản sửa của biên tập viên và đối tác đã thực hiện đúng yêu cầu về nội dung cũng như hình thức của CD. Ông Ba cũng cho biết, nội dung video được đăng tải trên mạng xã hội theo tìm hiểu là đăng bài thuyết giảng lợi ích của người biết tin nhân quả của Thượng tọa Thích Trân Quang thực hiện tại Chùa Quất Lưu, tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 11 năm 2018 còn nội dung trong đĩa CD đang lưu chiều đã được biên tập, cấp phép xuất bản. Đáng nói, từ năm 2019, một số nội dung không phù hợp về dẫn chứng liên quan đến nhân quả đã được biên tập viên thực hiện biên tập, cắt bỏ từ khi biên tập, cấp phép. Nhưng không hiểu vì sao trên mạng xã hội lại tồn tại những chi tiết này. Đồng thời khẳng định những nội dung hiện hoặc không có trong CD gốc đang lưu chiều. Ngoài ra, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh còn cho biết CD trong bài phản ánh của báo mà độc giả cung cấp. Về mặt hình thức khác so với bản cấp phép của nhà xuất bản. Cụ thể, qua hình ảnh có thể thấy CD độc giả cung cấp màu sắc vàng còn rất mới dù ghi cấp phép 2019. Trong khi CD nhà xuất bản cấp phép có màu trắng, thực hiện lưu trữ qua 5 năm đã có dấu vết thời gian. Ông Trần Đình Ba tái khẳng định, đơn vị không cấp phép cho lưu hành nội dung có tính huyễn hoặc gây tranh cãi trong dư luận như trong thời gian qua. Đối với vụ việc này, nhà xuất bản cảm ơn phản ánh của báo Công Thương. Phản ánh này giúp chúng tôi thấy rằng trong công tác biên tập, cấp phép những ấn phẩm liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng, phải thực hiện cẩn thận, tra cứu kỹ lưỡng để tránh gây những tranh luận không đáng có. Ông Ba thông tin. Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa có thông báo kỷ luật Thượng tọa Thích Trần Quang bằng việc không được thuyết giảng dưới mọi hình thức trong thời gian 2 năm. Thông báo kỷ luật này ghi rõ Cùng với hình thức nêu trên, Thượng tọa Thích Chân Quang phải thu hồi tất cả các phái quy y tam bảo có nội dung tự sửa một trong năm giới không đúng với ngụ giới do Đức Phật chế trong giới luật Phật giáo. Gỡ bỏ tất cả các bài giảng có nội dung gây hoang mang xã hội. Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì Thiền Tôn Phật Quang, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bị kỷ luật vì những bài giảng pháp gây hoang mang trong xã hội. Bên cạnh những phát ngôn đi ngược với giáo lý, thiếu cơ sở khoa học Thượng tọa Thích Chân Quang cổ suý cho việc giải hạn, cầu tài lộc bằng cách cúng dường, khích lệ Phật tử quyên góp tiền cho nhà chùa. Đầu tháng 6 năm 2024, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã nghiêm cấm đại đức Thích Nhật Đức thuyết giảng dưới mọi hình thức do các phát ngôn và thuyết giảng không phù hợp của ông. Lạm dụng vấn đề thế tục, xa vào những nội dung theo xu thế cũng là vấn đề đáng quan tâm cần điều chỉnh trong việc thuyết giảng ở các đạo tràng hiện nay. Thượng tọa Thích Chân Quang và Đại Đức Thích Nhuận Đức là hai trong số các gương mặt thuyết giảng Phật Pháp quen thuộc của Phật giáo Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây. Với lượng người theo dõi trực tiếp và trực tuyến lớn, cũng như thông qua các video thuyết giảng trên mạng xã hội. Việc xử lý này của bộ phận chức năng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến từ việc mạng xã hội thời gian qua lưu truyền các clip phát ngôn, thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang và Đại đức Thích Nhuận Đức có nội dung sai với tôn chỉ, giáo lý, giáo luật Phật giáo. Những clip thuyết giảng này cũng được xem là đã vi phạm các nguyên tắc thuyết giảng của Ban Hoàng Pháp Trung ương. Khi thuyết giảng về nghiệp vụ truyền thông mạng và sử dụng mạng xã hội, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó Ban, Tránh Thư ký Ban Hoàng Pháp Trung ương khẳng định giảng sư phải giảng đúng với kinh điển, không suy diễn mang tính cá nhân, áp đặt cho là chư tổ, chư Phật nói. Giảng sư phải giảng, phát ngôn đúng với chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam về công tác Hoàng Pháp, không xuyên tạc, bôi nhọ cá nhân. Không nên va chạm, phê phán tôn giáo bạn, làm ảnh hưởng đến chính sách đại đoàn kết, gây mâu thuẫn trên không gian mạng. Giảng sư phải nhận thức rõ việc giao tiếp, tương tác trên mạng xã hội, cũng như trong đời sống thực hàng ngày. Luôn ứng xử có văn hóa, trách nhiệm, phải tuân thủ các quy định pháp luật. Nhiều chuyên gia về tôn giáo có chung nhận định, việc xử lý kỷ luật của giáo hội Phật giáo Việt Nam với một số tăng ni, trong đó có Thượng tọa Thích Trân Quang và Đại Đức Thích Nhuận Đức là cần thiết và kịp thời để giảm thiểu việc tùy tiện, nhiễu loạn trong thuyết pháp, để việc thuyết pháp đi đúng giáo lý nhà Phật, không tạo dư địa ảnh hưởng đến nhận thức của Phật tử, người dân, cũng như không để các đối tượng xấu, các đối tượng thù địch lợi dụng công kích, hạ thấp uy tín của giáo hội, tăng ni, gây mất đoàn kết xã hội và tôn giáo. Một số chuyên gia đề xuất từ việc kỷ luật như trên cho thấy cần có những quy định chặt chẽ hơn cho công tác thuyết giảng để không tiếp diễn những tiền lệ mang tính tùy tiện như đã xảy ra